Hôm nay review cho các bạn cái điện thoại mà ta có là xài điện thoại mà lên sỉnh này. Đúng là thiệt lên sỉnh thiệt luôn nè. Đây là con Alcatel W5 Pro. Không biết cái người xài này ở đâu thì mình không 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 nắm được. Nhưng cái đem tới rồi, để bảo hành bạn thấy nè. Đúng là điện thoại xài lên sỉnh chắc chắc ngâm sỉnh hay sao không hiểu. Đó. Thì điện thoại cái điện thoại này chỉ có những cái người mà chuyên dùng trong những cái môi trường mà nói chung là đồng nè, ruộng nè, Wow. ở núi nè, hoặc là đi làm trong những cái môi trường khắc nghiệt nè, ví dụ như là làm trong những cái công trình xây dựng hay là cái gì đó, đại loại là như vậy đó. Các bạn thấy không? Đúng là lần đầu tiên tôi nói muốn xài điện thoại lên sỉnh là thấy thiệt đó. Có thiệt nha, điện thoại xài lên sỉnh là có thiệt nha, chứ không phải nói dốc nha. Nè bạn thấy không? Sỉnh còn nguyên luôn nè, đúng là lên sỉnh thiệt đó. Ok đó. Cái này nó chỉ bị cái đuôi sạc, xử lý lại đuôi sạc là xong đó. Cũng còn mấy cái góc này còn nguyên. Con này là Alcatel W5 Pro. Dòng máy này là có đây cách khoảng năm rồi, cách đây này khoảng là 1 năm, ra đời nay khoảng năm 1 năm mấy tháng rồi đó. Dòng này pin của nó là 8.500 mAh phải. RAM 4GB. ROM 64GB. Siêu bền. Đúng là siêu bền. Đó, hôm nay quay cho các bạn coi thử coi điện thoại lên sỉnh là như thế nào ha. Xài điện thoại lên sỉnh là có thiệt nha. Này là có thiệt nha. Đó, thôi review sơ qua cho các bạn xem đó. Cái độ bền, chống nước, chống sốc là như thế nào ha. Rồi ok. Thôi mình kết thúc tại đây ha.